Công an có 6 điều, đảng viên có 19 điều, ngành y có 12 điều, y đức và ăn nhậu cũng có 10 điều. 10 điều ăn nhậu nói rằng tất cả các tay ăn nhậu phải nghiêm chỉnh thực hiện các điều sau đây. Điều 1, để thể hiện công bằng và hợp lý, tất cả các tay ăn nhậu kể cả bạn bè xã giao hay chiến hữu thân tình đều phải thực hiện khẩu hiệu kẻ rượu người mồi trước khi gây đầu nhậu. Điều 2, khi nhậu phải thể hiện phong cách văn minh lịch sự, không được cầm nhầm bất kỳ hộp quẹt, mắt kính hay điện thoại di động của chiến hữu. Điều 3, thực hiện khẩu hiệu vào 3 ra 7 và hồn ai nấy giữ. Trong bàn nhậu không được than đói, than đau lưng, than nhức đầu, tránh tình trạng kê tán giá mồi qua tu, rót lưng cầm lâu nói nhiều hoặc rời bỏ vị trí chiến đấu khi chưa được chủ sĩ cho phép. Điều 4, khi nhậu phải giữ gìn vệ sinh chung, không được cho chó ăn chè hoặc khạc nhỏ bừa bãi đi bàn nhậu. Khi đi xả xong nhớ kiểm tra lại cửa nẻo trước khi trở vào bàn. Điều 5, đi nhậu tuyệt đối không được mang theo vợ con gây phiền hà cho bàn nhậu. Mở ngoặc, được phép mang theo em vợ, em gái, em nuôi, bạn gái chưa chồng hay nửa đường gãy gánh. Điều 6, nhậu xong trở về nhà không được hỗn hào với cha mẹ, lớn tiếng chửi bới vợ con, anh chị em và hàng xóm láng giềng gây mất uy tín của bàn nhậu. Điều 7, khi nhậu không được cự cãi gây mất đoàn kết với bàn nhậu. Đặc biệt không được dùng vỏ chai làm vũ khí tấn công bàn nhậu, khuyến khích cả chuyện hài hước tiếu lâm tinh giật gần. Điều 8, khi nhận được điện thoại hoặc tin nhắn của bàn nhậu là phải đến trình diện ngay, không được chậm trễ câu giờ, tránh tình trạng gà sống ra gà chết. Điều 9, phải thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tuổi thọ và tuổi nhậu được bền. Điều 10, đặc biệt đến lúc trả tiền không được đi tiểu, nghe điện thoại hoặc sang bàn khác để lẩn tránh trách nhiệm, nhấn mạnh rằng khi trả tiền xong mặt phải tươi rói hết. Và trong chương trình tôi xin trình bày một nhạc phẩm được mang tên Hát Mãi Khúc Ăn Nhậu.